Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho vị khách hàng đang sinh sống ở nước ngoài. Cô vô tình biết đến những cái video của tôi thông qua YouTube khi mà gia đình và sự việc đến với cô khá là bất ngờ. Khi mà cô biết được những cái vấn đề như thế này á, thì trước khi mà cô biết đến video của tôi thì cô đã hành xử rất là sai. Và tôi cũng đã hỏi cô là chị đã bỏ ra rất là nhiều thời gian để lắng nghe về video của tôi. Thì chị có xem một cái video nào đó mà tôi có một cái câu nói là không có một cái cây nào nó có thể sống được trong bóng đêm. Và kể cả con người cũng vậy. Người vợ ở lâu trên sân chơi thì người phụ nữ đó sẽ là người thắng. Và khi mà ván bài mà lật ngửa ra rồi thì cái sự bất lợi nhiều hơn cho người vợ. Hãy âm thầm lặng lẽ điều binh khiển tướng mà để mình đạt được mục đích, không nhất định mình phải ra mặt để mà giao chiến với một người gọi là người thứ ba. Thì chị nói là khi nghe những video của Hiền á, thì bản thân chị đã biết là mình hành xử rất là sai, nhưng mà sự việc nó đã lỡ rồi. Lúc đó chị nghe theo lời người thân phía bên chồng để mà làm những cái việc như vậy. Vì sao? Vì gia đình bên chồng của chị đã gặp phải cái tình huống như vậy, nên là họ cũng đem tất cả những cái vấn đề của người đó, kiến thức của người đó áp dụng cho cái cuộc hôn nhân của chị này. Nhưng mà càng nghe cái tình huống của người thân bày thì chị càng bị rối. Khi mà chị biết đến những cái video của tôi thì chị bắt đầu gọi là cuồng và xem rất là nhiệt tình. Và chị nghiện và chị quyết định là đăng ký 2 giờ tư vấn gấp trong ngày hôm nay. Khi mà chị đặt giờ thì là cái lúc mà tôi đang ngồi trong xe hơi, đang đi chuẩn bị đi ăn trưa. Thì những cái ngày cuối tuần thì là những cái ngày mà dành cho gia đình. Do đó là tôi cũng sẽ rất là tranh thủ để mà tư vấn cho những vị khách hàng. Và cuối cùng thì tôi cũng đã xếp được một cái thời gian giữa chị và tôi cũng rất là hợp lý. Con của chị cũng đã đi ngủ và bản thân là đất nước của chị cũng chênh lệch đất nước của tôi trước 2 tiếng. Do đó là tôi và chị đó đã có một khoảng thời gian nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, và chị cũng cảm thấy an lòng và chị hài lòng về phần tôi tư vấn. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các bạn phần tôi tư vấn dành cho một người phụ nữ đang rất là đau khổ, đang rất là rối khi mà họ biết rằng người thứ ba của chồng họ đang mang thai. Các bạn thân mến, khi mà các bạn xem những video của tôi trên kênh, các bạn có thấy những cái trường hợp giống như là tôi tư vấn cho cái người phụ nữ này đang ở trong cái trạng thái người thứ ba của họ đang mang thai, thì cũng có những người trong hoàn cảnh như vậy nhưng họ lại ở cái vị thế là người thứ ba, họ lại đi tư vấn. Vì sao? Vì những cái video đó nó đều đánh động đến cái tâm lý của cái người trong cuộc. Và những người đang khó gỡ trong một cái mối tình tay ba, chuyện tình ngang trái ba người, thì họ đều có cái nhu cầu để mà chia sẻ nỗi khổ niềm đau và tìm ra cho mình một cái hướng giải quyết làm sao để cho họ không có bị nhức đầu nhức óc nữa. Thì tôi cũng đã nhận được rất là nhiều cái lời phản hồi sau khi mà những video của tôi đăng tải trên kênh YouTube, đồng thời giúp cho người đó nhìn nhận cái sự việc của mình một cách khách quan, nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh nhất và đưa ra cái hướng giải quyết cho chính người đó, đỡ xáo trộn tâm can, đỡ buồn khổ nhất trong cái giai đoạn khi mà đi tư vấn. Thì đó là những cái điều mà tôi mang lại cho các bạn rất là hữu ích xem những cái video của tôi. Cái điều mà chị chia sẻ đến với tôi và tôi khá là cảm kích, vì chị nói rằng nhờ những video của tôi mà tinh thần của chị không có bị trầm cảm, hoặc là nhờ những video của tôi chị cảm thấy yên tâm hơn, chị bình tĩnh hơn và chị không còn nóng tức, và chị cảm thấy là chị được giữ lại ở một cái trạng thái cân bằng. Thì những cái video của tôi đã đem đến những cái nguồn năng lượng tích cực cho những người phụ nữ, những người đàn bà khổ đau. Thì đó cũng là một cái điều mà tôi cảm thấy là những cái điều tôi đang làm cho cộng đồng là cái điều rất là ích lợi cho nhiều người đàn bà khổ đau. Rất là cảm ơn các chị đã luôn chọn tôi là người tư vấn trong những tình huống của các bạn, các chị. Và khi các bạn, các chị có những cái vấn đề khúc mắc trong tình cảm thì vui lòng liên hệ 0938 100 988 bằng Zalo, Viber, Facebook, và vui lòng không gọi điện thoại trực tiếp các bạn nhé. Vì tôi không có sống ở Việt Nam, mặc dù tôi đang sử dụng tất cả mọi vấn đề liên quan đến Internet.
Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái tình huống như thế này các bạn ạ. Khi mà người vợ này biết được chồng của mình có một người thứ ba ở gọi là ở Việt Nam, thì người phụ nữ này đi sang nước ngoài với cái mục đích là đi gọi là đi du lịch. Nhưng mà chồng của người phụ nữ này đã giúp cho cô này á gọi là ở lại trên đất nước đó và đổi cái visa gọi là du học. Người phụ nữ này có giỏi hay không? Người phụ nữ này giỏi. Người phụ nữ này có giàu hay không? Thì người vợ nói là giàu. Người phụ nữ này có đẹp hay không? Thì tôi xem hình thì tôi thấy là nhìn cũng được mắt. Thì cũng được điểm điểm 6, điểm 6 chứ không phải là điểm tệ mà cũng không phải là điểm quá tốt. Rồi. Khi mà tôi hỏi người vợ là chị biết được chuyện này bao lâu rồi thì chị nói là khoảng thời gian 4 năm tháng gần đây thôi. Mà lúc mà chưa biết đến tôi á thì chị hành xử theo những người khuyên, theo những lời hướng dẫn của bên nhà chồng, theo những lời hướng dẫn của những người thân. Thì chị cảm thấy càng nghe rồi càng rối, càng bất an nên chị mới liên hệ với tôi. Và đây là cái phần tôi tư vấn dành cho chị đây. Thứ nhất, chị hỏi tôi là liệu chừng có cái cách nào để giữ cho chồng chị quay trở về nhà và làm cho anh ta yêu chị lại từ đầu hay không? Thì tôi phân tích vào cái tình huống của chị nhé. Thứ nhất đó là tôi nói về cái lợi điểm của chị trước đây. Thứ nhất, chị là một người phụ nữ khi mà tôi face to face nói chuyện mà nhìn mặt. Tôi hôm nay có cảm hứng muốn nói chuyện nhìn mặt với cái người phụ nữ này. Tại vì chị là người rất là hiền. Theo tôi nghĩ thì chị là mẫu người truyền thống. Đương nhiên về vấn đề tình dục thì chị cũng là một người linh hoạt, chứ không phải là quá truyền thống. Rồi chị đã có một cái cuộc hôn nhân, có tình yêu. Tức là chị được chồng yêu thương. Và thời điểm đầu khi qua nước ngoài thì cả hai vợ chồng đều rất là khó khăn. Nhưng mà với cái sức trẻ và với cái sự chăm chỉ của người Việt Nam thì anh chị cũng đã vượt qua được rất nhiều những cái thử thách sóng gió trong cuộc sống. Đến bây giờ thì anh chị có hai căn nhà tại nước ngoài. Thì điều này cho thấy rằng là anh chị cũng là cái người mà đã tạo dựng được sự nghiệp khi mà anh chị có thể là bằng tuổi tôi hoặc là xê xích tôi cỡ chừng 1-2 tuổi. Thì có thể nói là anh chị cũng là người giỏi, người tài mới có thể là mua được nhà và sống một cuộc sống thoải mái như vậy. Chị vẫn nói là chồng của chị là một người rất tài. Lúc mà trước khi qua nước ngoài á, anh không có biết tiếng Anh. Mỗi lần nói tiếng Anh là đẩy chị ra để nói chuyện. Nhưng mà đến bây giờ thì anh là cái người mà giao dịch rất là nhiều vấn đề. Nên là trong một lần làm việc thì anh mới gặp cái người phụ nữ này đi du lịch. Tức là anh là cái người mà đón đưa những cái người từ Việt Nam sang nước ngoài du lịch. Thì trong một lần gặp gỡ như vậy thì anh đã xuất phát tình cảm với cái cô gái đó. Thì khi mà người vợ thấy rằng chồng mình lạnh nhạt về vấn đề tình cảm, gối chăn, thì người vợ bắt đầu mướn công ty thám tử từ cái đợt mà cô về Việt Nam thăm gia đình cùng với chồng. Thì cô mới phát hiện ra một điều là người phụ nữ này đi sang du lịch rồi quay trở về Việt Nam. Rồi họ đã gặp nhau ở Việt Nam và thời điểm chồng của cô này về Việt Nam là cái thời điểm chồng cô này đến nhà người phụ nữ đó để mà gọi là làm cái lễ gọi lễ đính hôn, khiến cho cô rất là đau lòng. Tại vì cô nhận được thông tin từ thám tử báo là như vậy, cô rất là đau lòng. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra với cô là như thế này nè. Cô nhận được cái thông tin như vậy nhưng mà cô lại làm ra vẻ là không biết. Nhưng mà qua cái cách nói chuyện của chồng cô á, với người chị chồng á, thì thấy người chị chồng bàng hoàng, thấy người chị chồng buồn, thì cô cũng linh cảm là cái cuộc hôn nhân của cô có những cái vấn đề không được tốt rồi. Nhưng mà cô vẫn im lặng. Đến một cái thời điểm khi mà cô quay trở lại đất nước cô đang sinh sống thì cô mới đem cái chuyện này ra nói với chồng. Thì hai người có nói chuyện, có một chút tranh cãi thôi. Thì cái vấn đề này cô mới nói cho con cô biết, cô mới nói cho nhiều người biết. Thì lúc này anh chồng anh tức giận, anh thừa nhận và anh dọn
đồ ra khỏi nhà và đến nhà người thứ ba ở luôn cho đến tận bây giờ. Tức là ngày hôm nay cô đi tư vấn tôi trong tình trạng là chồng cô không có nhà, chồng của cô đang ở với nhân tình ở một ngôi nhà khác. Khi mà các bạn đã chọn cái cách gọi là đưa người thứ ba ra ánh sáng thì khả năng cao là chồng của các bạn sẽ thừa nhận là anh ta có cái vấn đề đó khi mà bạn đã có bằng chứng, và anh ta sẽ không còn cần phải nói dối. Bởi vì cái việc mà chồng của chị khi mà ở bên cạnh chị không thể quan hệ tình dục với chị, tức là né tránh những cái vấn đề như vậy, và anh ta cũng có cảm giác như là đang phải nói dối, đang phải cố đóng một cái vai giả dối trước mặt chị, thì anh ta cũng rất là khó khăn trong cái điều đó. Và khi mà chị phát hiện ra thì anh ta lật bài ngửa luôn, thì đó cũng là một cái cách giải thoát, và anh ta xem đó là cơ hội để anh ta công khai và thừa nhận cái vấn đề này với chị. Và đến bây giờ thì chồng của chị đã sang nhà nhân tình người thứ ba để ở. Chị vẫn có cảm giác là chồng của chị có vẻ như chán chán người thứ ba rồi, nhưng mà anh ta vẫn không chọn cái cách là quay trở về nhà với chị. Và bây giờ người thứ ba thì đã báo tin cho anh ấy biết là cô ta đang có thai. Và cô ta nghĩ rằng không có lý do gì mà cô ta phải phá bỏ thai hết và cô ta giữ thai. Thì bây giờ trong cái tình huống như thế này thì chị cũng không có đi tìm kiếm người thứ ba tại đất nước của chị, mà chị rất là buồn. Chị cho rằng là chồng của chị vẫn là người đàn ông rất là tốt, vẫn chăm sóc các con, khi nào thuận tiện thì về thăm con. Nhưng mà vợ chồng lại thường xuyên tranh cãi mỗi khi chị nói về người thứ ba. Tôi xin lưu ý với những chị vợ trong vai trò làm vợ khi chồng mình ngoại tình, khi mà các chị muốn giữ chồng mình, muốn đẩy người thứ ba ra khỏi gia đình của chị, tức là chị phải xây dựng được tình cảm giữa chị và chồng chị, chứ không phải là chị nhăm nhăm vào cái người thứ ba đó. Tôi ví dụ cho các chị cái điều như thế này ha. Một cái điều mà tôi đã từng làm ở một cái video trước đây, mà rất lâu rồi, mấy năm trước tôi đã làm rồi. Tôi ví dụ cho các bạn nha. Các chị là phiên bản đồ chơi này. Đây là phiên bản nó cũ rồi. Bây giờ người thứ ba là một cái phiên bản này. Đó, xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ mừng không? Rất là thú vị. Chị á thì muốn chồng chị bỏ cái món đồ chơi này đi. Nhưng mà bản thân chị á lại đi nói xấu cái món đồ chơi này. Tức là muốn dìm cái món đồ chơi này xuống, mà trong khi đó cái món đồ chơi này của chị không cải thiện, không chuyển đổi, không phát triển và không nâng cấp có cái gì hay hơn, hấp dẫn hơn, thú vị hơn, mà chị cứ đi chê cái món đồ chơi này. Thì cái đối tượng người đang thích cái món đồ chơi này sẽ không thích chị. Bởi vì bản thân chị không thay đổi, chị lép vế hơn, chị ít màu sắc hơn, chị không có được bắt mắt bằng người thứ ba chẳng hạn. Ha. Thì cái vấn đề ở đây á, không phải là chị sẽ đi nói xấu người thứ ba, không phải là chị công kích người thứ ba, không phải là chị lật mặt người thứ ba để cho chồng chị thấy rằng người thứ ba rất xấu. Mà vấn đề ở đây chị phải nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của chị nó bị gãy đổ và bị khúc mắc rạn nứt từ lúc nào, từ chỗ nào. Giả sử như trong trường hợp mà chồng chị bỏ người thứ ba nhưng vẫn không thể yêu thương chị, không thể quan hệ tình dục với chị, không thể yêu theo cái cách mà chị mong muốn, thì người thứ ba đó không phải là nguyên nhân chính trong cái việc mà chồng chị và chị bị rạn nứt, đúng không? Vậy thì cái vấn đề chính yếu của các chị á, là xây dựng tình cảm với chồng. Trong cái hoàn cảnh của chị thì chia sẻ một cách rõ hơn vào cái câu chuyện của chị như sau. Chị hỏi tôi là làm cách nào để mà cho chồng quay về, thì tôi nói với chị là bây giờ trong cái thời điểm này chị nên chờ đợi. Vì sao chị lại phải chờ đợi? Vì chồng của chị đang say mê người thứ ba và người thứ ba đó đang mang thai và đứa con đó đang sống tại đất nước của chị. Và khi đất nước đó nó lại có một cái đặc ân dành cho người phụ nữ là khi con của họ sinh ra đời ở đất nước đó thì con của họ sẽ mang cái quốc tịch của đất nước đó. Khác với Nhật Bản, Nhật Bản tôi sinh một bé ở Nhật Bản nhưng mà con tôi vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Đó là sự khác biệt của châu Á và những cái nước châu Âu khác. Thì con của người thứ ba đó sẽ mang quốc tịch ở đất nước của chị. Tuy nhiên, mình đặt ra một cái câu hỏi là đứa con đó có thực sự là con của chồng chị hay không á, thì chồng của chị cũng chưa chắc chắn về điều đó, nên anh ta chưa có tìm mọi cách để ly hôn với chị, cũng như là chưa tìm mọi cách để kết hôn với cái cô kia, để cô kia có cái khả năng sống ở nước ngoài.
Tại vì anh ta là một người thận trọng thì anh ta sẽ có trách nhiệm xét nghiệm ADN để xác định xem con đó có phải là con của anh ta hay không. Trong tình huống khi mà người đàn ông đã không còn cảm xúc và anh ta thừa nhận là tình yêu chết dần khi sống với chị. Khi mà tôi tiếp cận với chị á, thì tôi nhìn nhận chị á, không phải là cái người phụ nữ có cái sai lầm gì đáng đến mức mà chồng phải bỏ chị hết. Chị là người phụ nữ lo cho con cái trong ngoài vẹn toàn, không có một cái hiềm khích nào với cha chồng, mẹ chồng và các chị em chồng. Tâm tánh của chị hiền lương. Khi mà tôi nói chuyện với chị á, thì tôi nhận biết điều đó từ chị. Vì trường hợp của chị nó khá là đặc biệt. Thế nên là tôi nói chuyện là tôi muốn nhìn thấy chị. Còn thông thường các vị khách khác thì tôi không có muốn nhìn thấy. Hoặc là tôi cảm thấy là tôi không có cần thiết phải nói chuyện mà nhìn mặt. Trong trường hợp của chị á, thì lời khuyên dành cho chị là như thế này. Tại sao chị nên chờ đợi? Vì bản thân chị khi mà quyết định đến cái việc mà ly thân hay ly hôn trong thời điểm này nó không hợp lý với chị. Vì lời nói đó chị không nên nói ra. Vì chị vẫn đang có một cái sự mong đợi là anh ta sống thật với người thứ ba đó, anh ta sẽ tìm ra những cái điểm mà không phù hợp với anh ta, hoặc là đứa con kia không phải là của anh ta thì sẽ lộ ra cái bí mật là người đàn bà kia lừa dối anh ta. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ với chị một cái điểm như sau: giả sử trường hợp đứa con đó không phải là con của anh ta, nhưng mà anh ta có một thời gian sống bên cạnh người thứ ba đó, có cảm tình với người thứ ba đó, thì khả năng anh ta vẫn yêu thương người đàn bà kia là cái lẽ có thể xảy ra chị nhé. Vẫn có những cái điều như thế diễn ra trong cuộc sống này. Mặc dù anh ta biết thừa là đứa con đó không phải là con của anh ta, nhưng vì yêu thích cái người đàn bà đó, anh ta chấp nhận đứa con đó để mà kết hôn hoặc là sống chung hoặc là tiếp tục mối quan hệ như vậy với cái người phụ nữ đó. Bây giờ cái cô này cô đang sống ở một cái đất nước gọi là nước ngoài. Thì cô đang đi du học mà cô lại vừa có thai. Mà cô lại đang ở trong cái dạng mà visa, gọi là visa du học. Trong thời điểm mà có thai như thế này thì cô cũng không có chuyển đổi để trở thành một cái loại visa khác như là visa lao động được. Bởi vì người phụ nữ đang mang thai thì khó có thể tìm được việc làm. Trong khi visa của cô đang chuyển đổi từ du lịch sang gọi là du học. Thì đây là những cái bước mà còn liên quan đến thủ tục rất là lâu. Ha. Để mà tồn tại ở nước ngoài, chị phải có tư cách là người như thế nào mới được đất nước sở tại chấp nhận, thay vì mình phải sống một cách bất hợp pháp trên đất nước của họ. Ví dụ như là kết hôn, hoặc là du lịch, hoặc là du học. Trong cái tình huống mà chị nghĩ rằng chị lật ra cái vấn đề là anh ta ngoại tình, để anh ta không có ép chị phải ly hôn để mà gọi là ly hôn giả. Chị giả bộ như là chị không biết gì về cái chuyện mà chồng chị ngoại tình, nhưng mà chị lại sợ anh ta đưa ra một cái chiêu là anh ta sẽ nói với chị là anh ta cần ly hôn để mà kết hôn với một người nào đó vì tiền hay vì cái lý do gì đó, nên chị mới lật bài ngửa. Nhưng mà ai dè đâu, khi mà lật bài ngửa như vậy thì anh ta sang nhà người thứ ba ở luôn. Và từ đó đến nay thì thỉnh thoảng anh ta về thăm con, anh ta vẫn có trách nhiệm với chị, anh ta vẫn tốt với chị. Nhưng mà mỗi lần nhắc đến người thứ ba là xảy ra cái sự tranh đấu. Anh ta nói rằng cho anh ta thời gian. Nhưng mà chị thì muốn ép anh ta phải chia rạch ròi về tài sản. Vì chị đã từng được những người thân nói rằng có những cái tình huống khi người đàn ông mê người thứ ba thì đem hết tiền cho người thứ ba. Vấn đề ở đây á là giấy tờ nhà đứng tên ai, pháp luật của đất nước đó sẽ xử như thế nào về những cái tình huống khi mà ly hôn, chứ không phải là mình nói sơ sơ như vậy được chị nhé. Khi mà chị và anh ta đã có cái vấn đề là gọi là pháp luật công nhận chị và anh ấy đã có khoảng thời gian mười mấy năm sống ở đất nước sở tại và anh chị có kết hôn, thì cái phần tài sản đó sẽ được chia hoặc là tự thỏa thuận giữa hai bên. Thì cái vấn đề này á, chưa bàn tính tới. Bởi vì sao? Vì chị vẫn hy vọng rằng anh ta có thể bỏ được người thứ ba quay về với chị.
Vấn đề chính yếu là khi mà anh ta sống với người thứ ba, anh ta mới nhận ra rằng là người phụ nữ này là người phụ nữ quen tiêu xài và là người phụ nữ thường hay ăn quán, ăn tiệm chứ không phải là một người phụ nữ dành cho gia đình. Còn chị là một mẫu kiểu người phụ nữ truyền thống dành cho gia đình. À, chị thì rất hiền ha, tánh của chị tốt và lành tính. Tuy nhiên, khi mà người đàn ông ở gần với một người phụ nữ thiếu cái sự thú vị và ở một cái thời gian dài 15-16 năm á, thì cũng là cái khoảng thời gian mà họ cảm thấy chán người phụ nữ đó, cũng có đó. Và những cái biến đổi rối loạn tâm sinh lý trong cái giai đoạn tuổi trung niên của người đàn ông cũng có khả năng được nghĩ đến trong cái giai đoạn của chồng chị. Tuy nhiên thì phải nói như thế này nè, không có phải là từ trước đến giờ sống với chị bất hạnh mà anh ta nghĩ đến cái chuyện ngoại tình, mà bởi vì sống lâu, sống nhạt, sống không có biến động nên là nó an toàn nhưng mà nó nhàm chán. Cuộc sống nó vẫn đều đều nó diễn ra, không có gì bất hòa, nhưng mà lửa tình trong anh ta đã dần dần tắt. Khi mà thấy một cái đối tượng khác, anh ta bắt đầu bị cuốn hút vì người đàn bà đó giỏi, người đàn bà đó đẹp, người đàn bà đó có tiền, làm cho anh ta bị choáng và anh ta say đắm với cái đối tượng mới, thì làm cho cái sự nhạt nhẽo giữa chị và anh ta và những vết nứt nó càng ngày càng lớn hơn. Trong cái tình huống này, chị không có gì để xấu, để gọi là bị bỏ hay là một người gọi là làm cho chồng chán để chồng đến với người thứ ba, mà chẳng qua là anh ta không còn cảm xúc bên chị, anh ta mới sa ngã vào một mối tình mới vậy thôi. Có những người đàn bà làm vợ sẽ cảm thấy rất đau khổ vì mình là cái người toàn tâm toàn ý với gia đình, rất là yêu thương chồng con, chung thủy một mực, là người hiền lành, sống hy sinh cho chồng, vậy mà tự nhiên bây giờ bị bỏ, tức là bị sốc hoàn toàn. Đối với người phụ nữ này, họ cảm giác như quá nhanh, mới có 3 tháng thôi mà đã xảy ra một cái chuyện như vậy, thì với cô ấy là một điều hoàn toàn rất là khó nghĩ và bất ngờ. Chính vì bất ngờ nên là người phụ nữ đó có cái cảm giác là đau khổ tột cùng, trầm cảm, rồi mua thuốc về xong rồi đọc thành phần của thuốc, thấy uống thuốc này sẽ giảm trí nhớ, rồi tác dụng phụ thế này thế nọ thế kia, thế nên là người phụ nữ quá sợ và không uống. Đến bây giờ cô tìm đến với tôi và chia sẻ với tôi thì tôi chia sẻ với bạn, với chị như sau. Chị thì cũng lớn hơn tôi khoảng mấy tháng tuổi thôi, có thể là chúng ta có thể gọi nhau là bạn được ha, nhưng về lịch sự thì tôi vẫn gọi chị là chị đi. Trong cái tình huống của chị á, thì những cái lý do mà chị nên chờ đợi chồng trong cái khoảng thời gian 1 năm khi mà người đàn bà kia sinh con, thì á, bản thân chị cần phải đi làm trở lại. Cái việc làm ở trường từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều mà chị được cái trường nó nhận và tuần sau chị đi thử việc, thì chị hãy giữ cái công việc đó. Cố gắng, tôi đã hướng dẫn cho chị cái cách làm sao để phỏng vấn, để đạt được cái sự thuyết phục, hoặc là cái ngày đầu tiên mình đi làm như thế nào nó tốt, thì tôi đã hướng dẫn và chia sẻ cho chị rồi đó. Còn về cái vấn đề là bây giờ để tạo thêm cái nguồn thu nhập cho chị, mà trong khi chồng chị vẫn là người đàn ông có trách nhiệm, vẫn đưa tiền để mà nuôi con, vẫn là bao bọc gia đình, và hiện thời chị vẫn là người phụ nữ ở nhà chăm một bầy con như vậy. Tôi không có nhắc đến số con để tránh cái sự nhạy cảm cho một vị khách hàng nào đó có hoàn cảnh tương tự nhé. Chị chăm rất là nhiều đứa con như vậy thì chị không còn thời gian để đi làm. Bản thân chị không phải là người tệ, chị cũng là người tốt nghiệp đại học. Mà cái ngành đại học của chị á, khi mà chị nói với tôi á, thì tôi sẽ chia sẻ với chị một cái công việc như sau. Chị nên học một cái nghề từ tôi, vì cái thời gian mà chị đi làm ở cái trường học á, nó từ 9 giờ đến 2 giờ chiều, thì chị vẫn có thể làm được cái công việc này, mà công việc này sẽ giúp cho chị kiếm tiền ở trên mạng rất tốt. Vì sao? Chị tận dụng được cái kiến thức mà chị đã học ở đại học, chị tận dụng được kiến thức đó và chị làm lại nó. Chị có biết rằng á, con của tôi á, muốn học một cái môn mà như chị á, 1 giờ tại Nhật á, là 1 triệu đồng. 1 giờ là 1 triệu đồng. Nhưng mà vì bé còn nhỏ, bé chỉ học có 30 phút thôi, nửa tiếng thôi, là một buổi học của bé như vậy là đóng 500 ngàn. 30 phút, 500 ngàn. Thì tôi mới chia sẻ với chị á, là chị hãy học tôi để tôi bày cho chị cái cách làm sao để chị làm được YouTube
1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem, như những học viên của tôi đang học tôi á, khi mà chị được đẩy lên một cái mức như vậy á, thì chị sẽ có những video đi trên toàn thế giới. Cũng như tôi làm YouTube thì được nhiều nước trên toàn thế giới xem và biết đến với tôi, và họ tìm đến với tôi để tư vấn. Trong trường hợp của chị cũng như thế. À, chị đã có những cái tài năng, nhưng mà vì con cái, chị phải xếp dẹp tất cả mọi cái hoài bão, ước mơ và khả năng của chị để mà chăm một đàn con như thế. Đến bây giờ chồng chị ngoại tình cũng là một cái cơ hội, một cái nhân duyên để chị gặp tôi, để tôi hướng dẫn. Chị cũng nói rằng chị ở nhà thì đầu óc thì đủ đợt đi, rồi nồi niêu xoong chảo nó cứ quấn lấy chị, rồi con cái bao vây chị. Bây giờ chị cũng không biết làm cái gì, và chị cũng mong ước là làm cái công việc gì đó mà vừa đón con mà vừa có thể làm việc tại nhà. Thì cái công việc mà kiếm tiền trên mạng nó rất là phong phú và đa dạng. Do đó là tùy thuộc vào sở thích, sở trường của từng người mà tôi sẽ hướng dẫn cho chị biết cái cách kiếm tiền nó phù hợp với chị. Chứ không phải là ai đi học tôi cũng tư vấn, bày cho họ cái cách nói về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Ví dụ như chị có sở trường về đàn, tôi sẽ bày cho chị cách làm về những cái vấn đề có thể kiếm tiền được trên mạng bằng cái tiếng đàn của chị. Nếu mà chị có sở trường về hoa, chị có sở trường về đan may thêu, hoặc là chị có sở trường về gọi là AutoCAD, vẽ những cái hình gọi là hình hoạt hình ở trên mạng, thì tôi sẽ bày và hướng dẫn chị như thế cho nó phù hợp với tính cách, sở trường và cái sự tiện lợi của chị. Khi mà chị đã hình thành một cái kênh YouTube mà được 1.000 người đăng ký và 4.000 người xem á, thì chị có thể nhờ vào cái phương tiện như vậy để chị có thể dạy và kiếm tiền online tại nhà. Đây là những vấn đề mà tôi chia sẻ cùng với chị. Những học viên của tôi tìm đến với tôi, có những người thì vì hoàn cảnh vợ chồng không hạnh phúc mà họ tìm đến với tôi để tư vấn, sau đó họ học nghề từ tôi và đã kiếm tiền được, cũng như là họ thoát khỏi sự đau khổ về tình cảm. Và cái điều tốt đẹp nhất của tôi đem đến cho những người đàn bà như vậy là họ tìm thấy cái giá trị, niềm tin yêu và tìm thấy một cái niềm vui trong công việc của họ. Có những người làm những công việc liên quan đến cộng đồng mang được niềm vui cho nhiều người phụ nữ. Có những người làm việc liên quan đến những cái vấn đề không có phải là vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình gì hết. Họ làm về nhạc, họa, rồi họ làm về ngoại ngữ, những cái vấn đề khác nhau chứ không phải là người nào cũng giống nhau. Tùy vào cái sở trường và sở thích của người đó thì tôi sẽ biết cách làm sao đánh bật được cái khả năng, tài năng của các bạn để phù hợp cho cái lĩnh vực mà các bạn làm, đồng thời mang lại cho các bạn những cái giá trị tiền bạc liên quan đến những vấn đề làm việc kiếm sống bằng online. Cái lợi ích của việc làm việc kiếm tiền bằng online á, nó sẽ giúp cho người phụ nữ không có thụ động trong việc kiếm tiền. Bất cứ ở đâu, bất cứ ở nơi nào bạn vẫn có thể làm việc được. Tôi cũng chia sẻ với chị như sau, việc mà mình ở trong cái trạng thái rảnh rỗi hoặc là được chồng nuôi, nó luôn làm cho mình bị mất cân bằng trong cuộc sống. Khi mà người đàn ông đó có những thay đổi, hoặc là người đàn ông đó gặp những biến cố trong cuộc sống, hoặc gặp tai nạn lao động, thì người phụ nữ sẽ không đứng vững được, bởi vì cái trụ cột gia đình của mình á, từ xưa là mình không có biết, mình không có quan tâm, mình sẽ trở thành một người phụ nữ giữ tiền và sống tằn tiện. Chính cái điều đó nó hạn chế những cái sự phát triển tư duy của các bạn. Tiết kiệm không làm cho các bạn trở nên giàu có, tiết kiệm không làm cho các bạn có một cái tinh thần vượt bậc. Tuy nhiên vẫn phải cần tiết kiệm, vì có những người tiểu phú là do cần kiệm và tiết kiệm mà thành, nhưng mà đại phú là do thiên. Thiên ở đây có nghĩa là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ông trời đã cho chị một cái khả năng tốt nghiệp đại học, đó là thiên thời. Địa lợi là cha mẹ, đất đai, cái vùng đất của bạn. Bạn sở hữu được một ngôn ngữ, một cái thứ dạng ngôn ngữ gọi là phi ngôn ngữ, hoặc là ngôn ngữ hình thể, hoặc là bạn sử dụng được một cái loại ngôn ngữ vua là tiếng Anh chẳng hạn. Bất cứ ở đất nước nào cũng học tiếng Anh, hoặc là tiếng Anh là một thứ ngôn ngữ mà trên 80 nước trên toàn thế giới này sử dụng. Thì cái việc mà bạn phát triển những cái điều gọi là lợi thế của chính bạn sẽ là cái con đường kiếm sống dành cho bạn. Trong khoảng thời gian bạn chuyển và thay đổi bản thân mình trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn,
thì cũng là cái lúc mà anh ta trải nghiệm sống với người thứ ba. Và anh ta sẽ so sánh, tôi sẽ chia sẻ với bạn, những người vợ, một cái quan điểm rõ ràng như sau. Khi mà người đàn ông đã có con với một người gọi là nhân tình, nhưng mà anh ta cũng xác định là anh ta hết tình cảm với vợ, hoặc là trong thời gian anh ta bị mê hoặc, anh ta bị bệnh ngoại tình, thì anh ta không thể nào yêu được vợ của mình. Nhưng mà trong một khoảng thời gian dài, anh ta sống thật, gọi là sống thật và cũng là sống thử. Vì sao? Sống thật là thực tế anh ta hàng ngày sống bên cạnh người thứ ba đó. Sống thử là sao? Vì chưa kết hôn, chưa xem người vợ đó là vợ của mình, danh chính ngôn thuận trên cái mặt pháp luật. Vừa sống thật mà vừa sống thử như vậy, anh ta sẽ nhận biết rằng ai là người an toàn nhất cho anh ta, ai là cái người vì anh ta, ai là người thật lòng, ai là cái người mà đem đến cho anh ta nhiều lợi ích. Thì bất cứ một sự lựa chọn nào cũng đều không mang giá trị hoàn hảo cho cái người lựa chọn cái vấn đề đó. Dù là được lựa chọn vẫn không hoàn hảo, không thể nào đáp ứng tất cả mọi vấn đề của họ, nhưng họ sẽ cân lên và suy nghĩ xem mình nên chọn ai. Vì ai cũng muốn chọn những điều tốt đẹp cho họ, thế nên bạn hãy trở thành một điều tốt đẹp để được họ chọn. Với những người phụ nữ ở trong cái trạng thái nghĩ rằng như vậy là bị xúc phạm, như vậy là xem thường, thì bạn sẽ không đưa mình vào cái thế để cho người đàn ông chọn. Vì bạn sẽ biến mình trở thành một người đàn bà tầm thường. Còn người đàn bà tầm cỡ thì chuyên ra đi chọn lựa những điều tốt đẹp cho họ. Trong một số các tình huống khi người đàn bà là vợ vẫn muốn yêu thương chồng, vì từ trước đến giờ họ yêu thương chồng và không có một người đàn ông nào khác, và họ vẫn không thể nào yêu được một ai khác ngoài chồng của họ. Họ vẫn hy vọng rằng cái sự chờ đợi của họ và tình yêu của họ sẽ có một lúc xoay chuyển thay đổi được tình huống. Thì đây chính là cái con đường làm sao để chị chờ đợi mà không tiêu cực, vẫn đối xử tốt với chồng và chuyển đổi bản thân mình trong khoảng thời gian thử thách. Khi mà hôn nhân của chị, đây là lần đầu tiên thử thách, đây là lần đầu tiên chồng chị yêu thật một người thứ ba, và đây là lần đầu tiên sóng gió đến với chị, thì chị phải xử lý như thế nào trong tình huống này? Rất tiếc là chị đã không gặp tôi trước khi mà chị đã khui bung ra cái chuyện chồng chị ngoại tình. Cái việc mà mình khui bung ra cái chuyện chồng ngoại tình và nói cho nhiều người biết làm cho người đàn ông mất đi cái sĩ diện, mất đi cái sự tự tôn trong anh ta, và làm cho anh ta cảm giác là bây giờ không cần giấu nữa, thì anh ta cũng thoát được cái vai diễn của một người chuyên ra nói dối vợ. Cái sự ăn năn của anh ta sẽ đẩy anh ta không còn là một người biết ăn năn nữa, mà anh ta sẽ đưa mình vào cái thế là phòng thủ và công khai. Mà cái chuyện người vợ mà khi đã khui mào cho cái câu chuyện người thứ ba công khai á, thì người đàn ông đó người ta cũng công khai luôn, và người ta chọn cái cách là sang ở với người thứ ba luôn, thì lại tạo cái sự bất lợi và sự khổ đau cho người vợ. Hy vọng rằng ai đó xem video này của tôi biết rằng chồng của mình đang ngoại tình, hoặc là các bạn đang ở trong cái thế khó là chưa có thể chuyển đổi, chưa có thể thay đổi, chưa có thể xoay chuyển được tình huống của bạn, thì hãy liên hệ đến những người tư vấn như chúng tôi. Tôi không có nói rằng tôi là người tốt nhất. Hãy chọn cho bạn một người tư vấn phù hợp với mong muốn của bạn, phù hợp với cái nguyện vọng, và bạn tin tưởng rằng họ có thể giúp đỡ được bạn. Bạn hãy tìm đến với người đó để họ nâng đỡ, giúp đỡ bạn. Ít ra là bạn được xoa dịu tinh thần, và bạn không có phải đẩy mình vào những cái tình huống khó đến mức mà mình phải mắc bệnh, đến mức mà mình phải trầm cảm, hoặc là phát điên, phát cuồng, hoặc là có những cái hành vi nó gây ra cho bạn những cái sự hối hận về sau bạn nhé. Rất là cảm ơn chị đã liên hệ tư vấn gấp với tôi trong vòng 2 tiếng. Rất là cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký kênh cho tôi. Hãy liên hệ 0938 100 988, Zalo, Viber, Facebook để liên hệ đặt lịch tư vấn từ tôi bạn nhé. Rất là cảm ơn và xin chào.